Vâng, xin chào bác, đây bên tôi kia xe đạp. Và mới tiếp tục đến họ bác một mẫu xe đua rốt bay mới về cửa hàng bên em. Mọi người đến từ Pháp, Trung Quốc, Paris. Thì đây là một trong những dòng xe đạp thể thao rốt bay rất nhiều các bác đánh giá rất cao và quan tâm. Thường hỏi em về những dòng xe mẫu xe đua Trung Quốc. Thì đang về một chiếc model Trung Quốc Paris mới sử dụng với khung nhôm siêu nhẹ 661 tàng carbon group Sora. Và bây giờ xin hỏi cần nó phải giữ chiếc xe. Vâng, trên khung nhôm mới đây là con mẫu dòng Chopic Maris đến từ thương hiệu Pháp với tông màu chủ đạo là tông màu đen vàng và điểm chỉ trắng trên thân xe. Thì cái riêng cái mẫu Chopic là cái dòng em rất nhiều thời gian vừa qua, những dòng xe Chopic Maris, Chopic Milan và Chopic Paris, xe làm từ hợp kim nhôm được chạy bộ rơm sườn cao cấp, tính thẩm mỹ rất là cao. Mẫu model của xe làm Chopic Maris nhé. Trên khung xe luôn hiển thị rõ cái chữ ký nhà sản xuất của dòng xe Chopic. Khung nhôm aluminum 6061 alloy kim nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe đạp thể thao cao cấp. Nếu xe đua đến một thương hiệu khác được rất nhiều đó đánh giá rất là cao mà quan tâm thì đang về một chiếc dòng một Chopic Maris tông màu chỉ đạo tông màu đen kiểu chỉ trắng và vàng trên đôi khung xe. Như đông cổ cốt chính hãng của bản xe của Chopic, như đông của Ulo cũng là lọc kim nhôm. Tay cuốn màu vàng đen cùng với tông màu của xe. Và xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora trang bị với 9 tầng lip bên trái em. Bên phải em được sử dụng với bên tay lắc chính hãng của Shimano Sora 2 tầng đĩa. Cục phanh sắt sử dụng với cụm phanh Pro Max, cục phanh 3 mảnh. Càng carbon chống bi của Chopic phiên bản cao xe càng ngập bom. Mayer của Bottega, vành Bottega cao cấp. Có thường thấy những dòng Bottega thường được xuất hiện trên những dòng xe gian cao cấp như 6.500 hoặc 6.700. Vành Mayer chính hãng của Bottega luôn. Vành nhôm hai lớp Bottega và Mayer cũng vậy. Kích lớp thước lốp là 700 x 25 c, bên dưới gầm xe cũng có cái tem mắc gạch của xe nhưng mà nó xe quá nhá. Cọc yên carbon yên như bản theo xe. Bộ đĩa Shimano Sora, củ đài sau là củ đài Shimano Sora được trang bị với 9 tầng lip. Vành trước và vành sau được sử dụng với vành tập của Bottega, vành nhôm hai lớp, vành cao cấp chuyên sử dụng trên những cái dòng xe gian 6.500 đổ lên. Xích vàng, xích DB, xích vàng luôn các nhé, không bản cho xe. À, bây giờ chúng ta được đứng vào khung xe. Mời chúng ta đứng vào khung xe là xe 53, khung đứng, khung năng ở khung 54, tích hợp các cạp từ 1m65 đổ lên đến trên 1m7. Và bây giờ xin mời nhà tích hợp đoàn của xe. Xe trang bị với 9 tầng lip, group Shimano Sora lên lip thôi. 9 lip. Lip xích cũng rất là mới nhé, xích vàng. Bên phải em mà đùi đĩa Sora xuống đĩa lên đĩa lắp bon vào chân chu
Lần trước và sau sử dụng với vành cọc và mai ơ chính hãng của Nutella. Rất là ngon. Dành cho các ưu thích cái dòng xe road bike đến từ thương hiệu Pháp Chupik, model đồ Chupik Madrid. Vâng, em đánh giá tổng thể xong chiếc xe đua road bike thương hiệu đến từ Pháp Chupik Madrid. Nó sẽ sử dụng với khung nhôm thằng carbon, khung nhôm sơn nhựa 661, group Snello Sora, vành cặp cao cấp chính hãng của Nutella, chuyên dành cho những dòng xe gian cao cấp TCR 615 đổ lên. Và xe đã có giá rất tốt bên em là 9,3 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn em hãy gọi Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube kênh Kim Sơn Đạt, đến đăng ký theo các kênh, một các xe mà chúng tôi làm mai.